Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Angela Barbie mắc bệnh truyền nhiễm sau khi cùng Huỳnh Hữu Minh qua đêm tại nhà riêng. Theo như truyền thông đăng tải, một blogger nổi tiếng xứ Trung họ Lưu mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tiết lộ những thông tin mới nhất về Angela Barbie. Theo như tiết lộ của blogger này, một người đàn ông đã đăng tải thông báo trên trang cá nhân việc mình bị mắc COVID-19 để những người tiếp xúc với mình tại hộp đêm biết. Trong số những người tiếp xúc với mình có Angela Barbie và hiện đang cô tự cách ly tại nhà. Theo tiết lộ của blogger này, Angela Barbie đến hộp đêm vào ngày 11 và được chẩn đoán dương tính COVID vào ngày 12. Sau đó, nữ diễn viên buộc phải hủy bỏ hai sự kiện, trong đó có đêm hội Man of the Year của Kiwi và vẫn chưa xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại. Theo tiết lộ của người này, do không muốn bị lây bệnh cho bé Tiểu Hải Miên, nên Huỳnh Hữu Minh đã phải đến nhà của vợ cũ vào tối muộn để chăm con trai. Dù vậy, ngay sau khi thông báo được chia sẻ, người hâm mộ của Angela Barbie đã cho rằng đây là thông tin khó có thể kiểm chứng. Để chứng minh cho thông tin mà mình đưa ra, nam vlog đã đăng tải hình ảnh của mình cho Huỳnh Hữu Minh khi xuất hiện tại hộp đêm. Cách đây vài ngày, Sina đưa tin Huỳnh Hữu Minh bị bắt gặp trở về biệt thự ở Thượng Hải của Angela Barbie vào tối muộn sau khi tụ tập cùng bạn bè. Nam diễn viên qua đêm tại nhà vợ cũ. Người đẹp cô Phương bất tự thưởng được ghi nhận có mặt ở biệt thự vào thời điểm Huỳnh Hữu Minh đến. Phóng viên đã chụp được ảnh Angela Barbie bước ra từ nhà với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Việc Huỳnh Hữu Minh ở lại nhà của Angela Barbie khiến truyền thông lẫn khán giả nghi vấn họ tái hợp. Hiện hai nghệ sĩ chưa đưa ra phản hồi. Angela Barbie và Huỳnh Hữu Minh từng là đôi vợ chồng kiểu mẫu trong showbiz Hoa ngữ. Nam diễn viên sinh năm 1977, nổi tiếng yêu thương vợ, thường xuyên có những hành động thể hiện bày tỏ tình cảm với vợ. Lúc chưa kết hôn, vì Angela Barbie thích ăn kem, anh không ngại mua hết kem của cả con phố. Sau này khi nên vợ thành chồng và có con, họ trở thành gia đình kiểu mẫu trong mắt khán giả. Đến ngày 8 tháng 10, 2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại một đám cưới xa hoa đình đám. Hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hữu Minh và Angela Barbie có sự tham gia của dàn khách mời nổi tiếng hàng đầu xứ Trung. Cặp đôi cũng nhận được sự quan tâm tung ảnh cưới đẹp như mơ. Trong ngày trọng đại của mình, Huỳnh Hữu Minh trở thành hình mẫu lý tưởng của chị em khi gửi gắm tình cảm đến bà xã. Thật ra hôm nay tôi thật sự rất căng thẳng, nhưng tôi muốn nói rằng, Barbie của anh tiếp tới đây, em cứ chờ đi. Anh chưa từng tốt với một người con gái nào như vậy, ngoại trừ mẹ anh. Anh chỉ muốn mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đến trước mặt em. Em thích thứ gì thì anh thích thứ ấy. Nguyện vọng của em chính là nguyện vọng của anh. Cho dù chúng ta 70-80 tuổi, răng cũng không còn nữa, đi cũng không được nữa, em vẫn là luôn là tiểu công chúa của anh. Em cứ nói anh cứ như vậy, sẽ chiều hư em thì sao? Anh chiều hư em rồi thì người khác không cướp em đi được rồi. Đáp lại nam diễn viên, Angela Barbie cũng thể hiện sự hạnh phúc trong ngày đẹp nhất của mình. Hiểu Minh, em đã nghĩ rất lâu không biết phải nói như thế nào. Em rất muốn nói với anh, hãy yên tâm trên con đường đời này, sau khi cần anh quay đầu lại là nhìn thấy em. Cho dù anh mệt mỏi hay gặp phải bất cứ chuyện gì không vui, em cũng sẽ ở luôn bên cạnh anh, cùng anh đối mặt, tạo cho anh một gia đình, cho anh một cuộc đời hoàn toàn viên mãn. Anh chính là mơ ước của em. Hy vọng khi chúng ta già đi, anh sẽ nói với em anh đã tìm được chính thức niềm hạnh phúc của cuộc đời rồi. Yêu anh. Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc không khéo dài mãi. Tháng 1 vừa qua, cặp đôi đình đám xe buýt thông báo ly hôn sau 7 năm chung sống, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Thời gian gần đây, Huỳnh Hiểu Minh được đăng là hẹn hò với hot girl Diệp Kha. Sau 10 tháng ly hôn, rộ tin nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái mới đang chung sống. Nam diễn viên họ Huỳnh thậm chí còn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ và lên kế hoạch gây dựng cuộc sống mới bên hot girl xinh đẹp. Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh có dấu hiệu tu sửa lại căn biệt thự 5 tầng, tổ ấm cũ của anh và Angela Barbie. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.